Vincom Metropolis được quy hoạch trong tổ hợp căn hộ văn phòng trung tâm thương mại cao cấp Vinhome Metropolis, trở thành là địa điểm mua sắm giải trí quen thuộc của người dân Hà Thành. Cùng tôi tìm hiểu Vinhome Metropolis có gì nhé. Tháng 12 năm 2018, trung tâm thương mại Vincom Center Metropolis Hà Nội chính thức khai trương với tổng diện tích thương mại gần 20.000 m2, được quy hoạch trong tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ cao cấp Vinhome Metropolis số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Ngay từ những ngày đầu ra mắt, Vinhome Metropolis đã trở thành tâm điểm của sự chú ý nhờ vị trí vàng tại giao điểm giữa ba quận Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy và sở hữu môi trường sống xanh gần gũi với thiên nhiên, chuỗi tiện ích hiện đại đồng bộ. Được định vị là dòng sản phẩm cao cấp Vinhome Diamond dành riêng cho các chủ nhân tinh hoa, các tòa nhà Vinhome Metropolis được lắp đặt toàn bộ mặt ngoài bằng kính LOE chạm sàn, mang đến tầm nhìn đắt giá hướng đến 4 hồ lớn gồm Hồ Tây, Hồ Thủ Lệ, Hồ Giảng Võ và Hồ Ngọc Khánh, đồng thời mở ra không gian sống và trải nghiệm trong lành, thư thái cho mỗi cư dân sinh sống và khách tham quan tại đây. Bên cạnh đó, nhằm mang tới một bầu không khí thoáng đãng, thanh bình, ngay trong khuôn viên Vinhome Metropolis Kim Mã, các kiến trúc sư tài ba từ Atkin đã kiến tạo nên một điểm nhấn ấn tượng, vườn nổi Floating Garden với các khoảng không gian xanh, mặt nước và tiểu cảnh được bố trí hài hòa, giúp thanh lọc và điều hòa không khí cho toàn bộ dự án. Vincom Metropolis có gì giải trí? Đây là một thiên đường ẩm thực hấp dẫn. Vincom Center Metropolis được biết đến là một trong những trung tâm thương mại thời thượng hàng đầu tại Hà Nội. Với rộng tổng diện tích 20.000 m2, Vincom Metropolis gồm 3 tầng nổi, một tầng hầm và một nơi hội tụ của hơn 50 thương hiệu thời trang, giải trí, ẩm thực, nội thất uy tín được yêu thích trong nước và quốc tế. Trong đó, chuỗi nhà hàng sang trọng với nhiều thương hiệu đình đám là nơi các tín đồ ẩm thực thường lui thứ nhất. Cư dân và khách tham quan sẽ không phải băn khoăn Vincom Metropolis có gì ăn, bởi đây là địa điểm tuyệt vời để thưởng thức tinh hoa ẩm thực từ khắp các vùng miền trên thế giới. Các món ăn mang đậm hương vị Quảng Đông như vịt quay, dim sum, mì xào tại nhà hàng San Fulo, pizza, steak đặc trưng của miền Tây nước Mỹ tại Alfresco, hay các thương hiệu nổi tiếng lần đầu xuất hiện tại Hà Nội như nhà hàng Zibok, Mirai Sushi, v.v. cho những thực khách ưa chuộng ẩm thực Hàn Quốc, Nhật Bản. Khách hàng cũng có thể trải nghiệm đồ uống hay thưởng thức những món tráng miệng phong phú tại cửa hàng Starbucks tọa lạc ngay tại mặt tiền dự án Vinhome Metropolis, hoặc lựa chọn chỗ ngồi tại tầng 2 để vừa nhâm nhi tách cà phê nóng vừa tận hưởng không gian làm việc yên tĩnh không gò bó. Bên cạnh chuỗi nhà hàng nổi tiếng sang trọng, Vinhome Metropolis cũng khiến giới trẻ Hà Thành mê mẩn vì hội tụ đa dạng các thương hiệu từ Ado, Life, Ariat, v.v. đến các hãng mỹ phẩm được săn đón hàng đầu như The Face Shop, Sio, v.v. Ngoài ra, những thương hiệu Nhật Bản Uniqlo cũng đã lựa chọn Vinhome Metropolis là nơi đặt cửa hàng thứ hai tại Hà Nội. Bởi vậy, Vincom Metropolis thực sự trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của các tín đồ mua sắm, đồng thời giúp nâng cao chất lượng sống của cộng đồng tinh hoa Vinhome tại đây nhờ các tiện ích đẳng cấp đa dạng. Đặc biệt, vào ngày 3 tháng 7 năm 2021, thương hiệu Muji đã khai trương cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội tại Vincom Center Metropolis với diện tích sàn bán hàng lớn nhất Đông Nam Á. Khu vực nằm ở cả tầng B1 và L1, gồm các không gian độc đáo như quầy thêu Muji Yourself, Open Muji, hay thậm chí cả quầy cà phê, nơi khách hàng có thể ngồi tại lại chuyện trò, nhằm mang tới trải nghiệm giải trí cao cấp cho đa dạng đối tượng khách hàng. Trung tâm giải trí Time Zone Metropolis được trang bị hơn 80 dòng máy chơi game cao cấp được nhập trực tiếp từ Mỹ, Nhật, Úc, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng, không chỉ mang đến các trải nghiệm cảm giác mạnh như bắn súng
xe đụng điện. Hockey Sky Time Zone còn là địa điểm giải trí tuyệt vời cho khách hàng nhí với các dòng game nhẹ nhàng như gắp thú, quay số, câu cá, v.v. Mỗi cuối tuần các bậc phụ huynh có thể dành thời gian cùng con giải trí mà chẳng cần lo lắng Vincom Metropolis có gì chơi. Hơn thế nữa, rạp chiếu phim CGV Metropolis với phòng chiếu hiện đại, trang bị công nghệ hình ảnh 3D, âm thanh 4 chiều, đảm bảo mang tới những thước phim chân thực, đặc sắc nhất cho những ai yêu thích bộ môn nghệ thuật thứ bảy hấp dẫn. Công trình thương mại Vincom Metropolis đi vào hoạt động đã mang đến không gian vui chơi thư giãn tuyệt vời cho các cư dân tại dự án nói riêng và cộng đồng người dân thành phố nói chung. Do đó, cụm từ khóa Vincom Metropolis có gì chắc chắn sẽ được quan tâm và tìm kiếm nhiều hơn trong tương lai.